Massage giảm mỡ thì nó có quế và gừng Quế và đấy, giảm mỡ này, săn chắc cơ bắp này là có quế và gừng, là hai cái đấy chủ đạo. Quế thì nóng hơn gừng rất nhiều, rẻ tiền đấy. Nhưng mà gừng thì lại có cái ưu điểm là có thể massage trực tiếp 100% nguyên chất lên da được đấy. Thế gừng thì ngoài ra thì gừng và long não thì lại có tác dụng giảm đau, massage các cái vùng tổn thương đau nhức xương khớp rất là tốt. À, thậm chí anh đang thoái hóa đốt sống từ là 1 đến là 5, anh massage thường xuyên ngày 2 lần anh thấy ok, không gì hôm cả hôm qua đấy. hôm dài Thế hoặc là hôm long não, hôm qua ông nhà em bị một cái là cái kiểu bê cổ căng cơ hay là liên quan đến không massage được, không massage được. không Ừ. cái cũng làm được. Cái đấy nếu như giãn dây chằng hoặc căng cơ, giãn cơ đấy, trường hợp như thế là giãn dây chằng hoặc giãn cơ thì lại tuyệt đối không được sử dụng dầu nóng, bởi vì càng dầu dầu nóng là càng mau càng lâu khỏi mà phải chườm đá à, thì mới được. Chứ nếu đưa nóng vào là giãn ra, giãn thêm ra đấy. Đối với trong não thì người ngoài cái việc massage giảm đau rồi thì nó lại là có tác dụng khử mồ hôi cơ thể. Với vỏ bưởi thì trước hết là dưỡng tóc, kích thích mọc tóc đấy, dưỡng tóc và kích thích mọc tóc. Bên này cái này nó có tác dụng đến này nhưng mà ngoài ra thì nó lại là một trong những thành phần chủ yếu trong các loại kem dưỡng da. Tuy nhiên thì trên bề mặt da, da mặt ấy, thì nó thường tiếp xúc với nắng, mà tinh dầu thì đa phần nó hấp thụ tia UV, cho nên là không nên sử dụng vào ban ngày mà chỉ sử dụng vào buổi tối thôi. Trước khi đi ngủ thì chăm sóc da bằng bằng tinh dầu bưởi là rất tốt.